Giờ đi đấy. Ếch tụi ông. Cô quay trón anh Phùng. Đi đấy tụi ông. Ủa là sao cứ xuống đó là không có mạng đó. Ôi, cái tổ chà bá. Đấy. Ông này ông Đức, ông Sáp à Đức. Ông Nhộng, ông Sáp. Giờ trao nhân nè. Trộn mấy ông mà không cần bảo hộ luôn. Chỉ dùng cái cây tre với lại cái miếng vải cột chớ dầu lên đốt hung hung nhỏ điện đất. Ổn không chạy chạy dài dài mấy mét à? Mấy mét tan tí rồi mấy mét á tưởng kịp mà. chiến sĩ lại dư cái nếp đây. Lại dư đến anh nhìn chặt cổ đâu. Nó bay ra đó coi, bay ra đấy. Lên chặt đi. Ông mà ông cái con gì cái. Nó bay đẩy. Nó bay sắp bên nữa. Từ từ cho nó chết đi nó bay. Nó bay trên đầu đó. Ừ. Nó cắn đó. Cắn thú thịt luôn. Ở chút ung là khói thiệt nhiều với đất. Nào nó chết hết rồi. Bay ra, nó bay ra này. Bây ra, bây ra. Chưa nào vừa cho anh. Nó còn bay không? Nó nhỏ dưới nó cháy. Giờ nó lên nó chặt phải không? Chặt. Nó chặt nó động như vậy á, cháy chết luôn. Chết hết rồi, nó ra như vậy chết luôn chứ. Chín con luôn á. Trời chín con. Đi bắt tổ ong mà không cần bắt đồ bảo hộ luôn. Ây da, rớt rồi. Ủa nó bung ra. Chết. Rớt đưa lửa bốt sạch lưỡi đi. Đưa vô bay lên tàu hết. Đưa lên. Lửa lên sạch lên tàu đi. Đưa sạch lên tàu đi. Như vô tí nữa. Vô. Giờ nó cháy chúng anh đi chứ. Nó cháy cái tổ ở dưới rồi nè. Ủa nó bay ra. Bay ra. Quá trời lên. Bay ra. Ui. Đây là, đây là. Rồi, rớt xuống. Rớt vô cục lửa luôn rồi. Đất ơi. Cái gì? Chúng mày đi nhặt. Tôi tốn chặt được. Chết hết rồi chồng. Chết rồi chồng. Tôi lấy được cái cục này ra chợ đi. Cháy. Sao nhỏ. Đừng có lửa nó cháy. Chị nó rớt cái cục này, chặt cái rớt cái cục này luôn rồi.
Trung Quốc béo hả? Ừ. Bay ạ. Ừ. Mà khói ông trùm cái này. Cầm cái dao đi lấy một lửa đó. Ý, ui, nhiều. Còn ăn mà ui, con cái này bị nhiều con. Wow. Còn số này không? Còn ăn cả. Con này ông non, ông non. Cắn đó. Ông non nè. Còn cục ở trên nè. Đâu? Này. Nhộng. Nó xuống. Ừ. Còn ăn ngon, ăn ngon ấy, cắn hồi đứt. Hết rồi. Hết chưa? Thấy cái cục lửa kia kìa. Còn miếng bị cháy vào kìa, chỗ lửa cháy, bằng cháy kìa. Đó, tự nhiên hả? Dạ. Chứ nó không phải đâu. Đây cục gì? Ủa đi mì. Mùi quá trời. Ui dồi, lửa cháy. Mà ăn là cũng còn nhỏ đúng không? Còn ngon ha, còn ngon ha. Con này cũng béo. Ừ, chà. Nó nhung nhích, nhung nhích. Nào, không đi, bịch. Ủa, em kìa. Ủa, cái này có đâu? Chết tớ nó đúng không? À, có mà, có mấy con non non chút chút. Chết tớ nó đúng mấy con này chút xíu. Chết tớ đúng không? Hết, chết khỏi rồi đó. Đấy, chưa? Chạy cái thế. Đi đất ông không cần đồ bảo hộ. Vô mình sát. Lấy sát. Sát này bán người ta câu cá mất tiền lắm á. Này con nhận. Tôi rất nhận. Chỗ không đủ chỗ bỏ luôn. Cái gì vậy?